Lại xem đoạn tiếp theo, Hữu Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Duyên Thông Chương Dân. Kim Ư Thử Giới, nhiếp niệm Phật Nhân, quy ư Tịnh Độ. Đây là lời Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Chương này kinh văn chẳng dài, tổng cộng chỉ có 244 chữ. Đây là đoạn trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Duyên Thông Chương. Đối với đoạn này, Ấn Quang Đại Sư, tôi nghĩ hiện thời rất nhiều đồng học đều biết. Ấn Quang Đại Sư là Tây Phương Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Quán Âm và Thế Chí trong đời quá khứ, trước khi thành Phật, các ngài đều là người trong thế giới Sa Bà. Cũng có thể nói các ngài là đồng hương của chúng ta. Các ngài sanh về thế giới Cực Lạc, nay họ giống như lớp trưởng của các vị Bồ Tát, lãnh đạo các vị Bồ Tát, giúp A-di-đà Phật giáo hóa chúng sinh. Thế giới Sa Bà là quê hương của các ngài, nên cũng đặc biệt chiếu cố. Vì vậy, ngài thường đến thế giới này. Thật vậy, giống như trong phần trước đã nói, hết thảy thời, hết thảy chỗ. Quý vị niệm ngài, ngài bèn hiện tiền. Ngài dạy chúng ta phương pháp niệm Phật chính xác nhất, đơn giản nhất, ổn thỏa nhất, đáng tin cậy nhất. Phương pháp là nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối tám chữ. Ức Phật niệm Phật hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Câu này khẳng định như vậy, chẳng có mảy may hoài nghi nào. Trong tâm thường tưởng Phật, miệng thường niệm Phật, trong hiện tại quý vị đã có thể thấy Phật. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng mà. Tương lai sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày ở cùng một chỗ với A-di-đà Phật, ở cùng một chỗ với chư Phật Như Lai, cùng học tập với các Đại Bồ Tát. Đến nơi đâu tìm được hoàn cảnh này? Tây Phương Cực Lạc thế giới giống như một trường đại học Phật giáo. Hết thảy chư Phật đem toàn bộ những chúng sanh thuộc ba căn tánh thượng trung hạ trong khu vực giáo hóa của các ngài đưa sang học bên Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không ra ngoài lệ ấy, chỉ có các vị thượng thượng căn
là sang thế giới Hoa Tạng. Do vậy, thế giới Cực Lạc vô cùng thù thắng trang nghiêm. Chúng ta phải tin tưởng, chớ nên có mảy may hoài nghi nào. Nam